Hello mọi người nha. Bây giờ mình đang chuẩn bị ăn sáng. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Đà Lạt rồi. Thì trưa nay khoảng 12 giờ trưa thì mình sẽ lên xe và đi về Sài Gòn các bạn nha, để bắt đầu cái công việc ở trên Sài Gòn lại. Thì mình ở đây cũng đã được 2 ngày rồi các bạn nha. Lên đây thì một thứ bảy, một chủ nhật, một sáng hôm nay. Thì mình lên đây thì mình ở đâu? Mình ở cái khách sạn Tách Mi các bạn nha. Đây là cái không gian bên trong khách sạn các bạn nha. Thì ở đây nó vừa là cái khách sạn mà cũng vừa là quán cà phê và quán ăn luôn. Đó, các bạn thấy là cái không gian nó rất là đẹp các bạn nha. Thì ở đây thì mình ở đây một ngày là giá là 400 ngàn nha các bạn. Thì với cái mức giá này thì người ta sẽ bao chúng ta một cái buổi ăn sáng các bạn nha. Thì buổi ăn sáng ở đây gồm có rất là nhiều món, khoảng 4-5 món gì đó thì chúng ta tùy chọn. Chẳng hạn như là trứng bánh mì ốp la pate, rồi bún, bún chả, rồi hủ tiếu, xương, rất là nhiều loại luôn. Thì hôm qua mình ăn ốp la rồi, hôm trước mình ăn có ăn bánh canh rồi, thì hôm nay là mình sẽ ăn hủ tiếu xương các bạn ha. Thì lát nữa mình sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ đi ra siêu thị, đi chắc là đi khách sạn, đi siêu thị gì vậy? Hả? Chắc là sẽ đi siêu thị Bixi vậy nha. Đi siêu thị Bixi ở ngay chỗ quảng trường đó, để mua một chút ít đồ gì đó về làm quà. Thì chắc là ra đó mua mấy cái loại bánh trái đặc trưng ở vùng Đà Lạt này thôi. Rồi sau đó mình sẽ lên xe và mình đi về. Ok, thì món ăn sáng của mình đã ra nha các bạn. Bây giờ buổi sáng trời cũng se se lạnh. Thì do mình cũng ở đây được 2 ngày rồi nên mình cũng đã bắt đầu quen cái không khí đây rồi. Nhiệt độ của Đà Lạt hiện tại bây giờ nếu mà buổi trưa thì nó sẽ rơi vào khoảng 20 độ C. Còn buổi tối thì nó sẽ xuống còn 13 độ. Nên buổi tối thì mình đi ra đường chơi rất là ít, chủ yếu là đi ban ngày thôi. Tại ban ngày nắng nó lên thì chúng ta đi ngoài đường á thì nó cũng chỉ hơi se se lạnh thôi, chứ không có gọi là lạnh bao nhiêu các bạn ha. Thì đây là những cái món ăn của mình. Thì sáng thì thường mình sẽ được nhân viên cho một cái cốc trà nóng như vậy bạn nha. Cốc trà này cốc trà gừng các bạn. Uống vô nó sẽ rất là ấm bụng luôn. Còn đây là tô hủ tiếu của mình. Đây. Hủ tiếu xương. Bây giờ mời các bạn cùng ăn sáng mình. Sau đó mình sẽ dẫn các bạn đi dạo cái vòng Đà Lạt buổi sáng và đi siêu thị để coi một vòng siêu thị ở đây nó như thế nào các bạn. Ok, mời mọi người cùng ăn sáng với mình nha. Thì trời đang rất là hơi bị se lạnh nữa rồi nha. Thì dùng những cái món nóng như vậy thì rất là ok nha. Từ lúc lên đây thì hôm qua tới giờ, hôm trước tới giờ mình cũng đi được một số nơi như là quán cà phê gần Thông Mơ nè, đi Puppy Farm trang trại chó nè, đi trang trại nấm nè, rồi đi những cái quán cà phê, đi ăn lẩu gà lá é nè, đi ăn lẩu lẩu ba to các bạn nha, lẩu bò ba to phải không, rất là ngon luôn các bạn. Lẩu bò ba to thì mình lần đầu tiên mình đến đó mình cũng ngỡ ngàng luôn, tại vì miên mỗi con đường quán nào cũng là quán lẩu bò mà nó ghi toàn là quán lẩu bò ba to chính gốc không ạ, nhưng thực sự nó chỉ có một cái quán lẩu bò chính gốc thực sự nằm ở cuối đường thôi và phải đi vô một cái con hẻm rất là sâu luôn. Mà cũng may là hai chồng mình đã kiếm được đến cái quán lẩu bò đó và ăn thực sự là ngon các bạn nha. Tiêu một phần lẩu bò có 200 ngàn thôi mà hai vợ chồng ăn không hết nổi luôn mà nó rất là nhiều thịt luôn, rất là nhiều thịt, rất là nhiều rau củ tươi xanh, tại vì đó các bạn biết mà Đà Lạt mà thì rau củ thì lúc nào nó cũng tươi xanh rồi. Ok, mời mọi người cùng ăn sáng mình nha. Đây bạn, rau nè, đó, rau tươi xanh luôn. Thiếu được không? Trước khi ăn thì uống một cốc trà gừng thôi. Ấm bụng quá các bạn ơi. Bây giờ ăn hủ tiếu nha. Rất là ngon mà. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài đường phố Đà Lạt chơi với lại đi vô siêu thị nha. Mình ở đây mình có thuê một chiếc xe. Xe này là xe AB các bạn nha. Thuê một ngày 120. Thì thôi ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi.
đi lên đây thì phải thuê xe thì mới có xe, có chân, có cái chân để đi qua lại, chứ đi taxi không tiện nào chịu nổi. Để mà quay được cảnh đường phố Đà Lạt thì mình phải đeo cái Google để có thể quay được cảnh ngoài đường các bạn coi, chứ điện thoại đâu cầm quay được đâu. Đấy bạn, khách sạn Tắp Mi nè, Hotel and Coffee, địa chỉ là 14 A Triệu Việt Vương, phường 4 Đà Lạt các bạn. Và chị chủ rất là dễ thương nè. Ok thì mời mọi người đi theo mình đi chơi ha. Này luôn phải không ta? Hả? Ngược lại hả? Tôi nhớ đi này ta. Ok thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng Đà Lạt nha. Một chỗ thì nó không có lạnh, nhưng mà khi mà chúng ta chạy xe đó, gió lùa vào người đó thì nó sẽ hơi xe. Lên đây nhờ có chiếc xe này thì mới có thể đi tới đi lui nhiều nơi được. Với lại những cái chỗ mà điểm đẹp, những cái chỗ quán xá ăn uống mà ngon thì đa số nằm ở trong mấy cái hẻm nhỏ. Và hẻm ở trên Đà Lạt này nó không phải như hẻm ở thành phố mình đâu bạn nha, nó thứ lung tung hết trơn á. Cho nên xe bốn bánh, xe taxi nọ người ta cũng khó chạy lắm, đa số chạy về đường lớn mà. Wow, lạnh quá. Đi ngang cái rừng thông các bạn nha. Các bạn đi ngang khúc nào mà có nhà cửa nhiều thì đỡ. Còn đi đoạn nào mà rừng thông nhiều, cây nhiều thì nó hơi lạnh, tại vì cái không khí của cây cối tỏ ra. Cái xe mướn này thì nó hơi ghè, hơi rung xíu các bạn nha. Thì đồ mướn mà lúc nào nó cũng vậy, đâu có bảo trì đâu có gì đâu. Đi xe tay ga thì 120, còn xe số thì 100. Thôi đi xe tay ga thì nó quất xịt lách. Tới chủ nhật tối nhật người ta về rồi, nhưng mà mình ở lại thêm buổi sáng này nữa cho mình đặt xe nó cũng không có đúng được cái như ý chúng ta muốn. Cho nên các bạn thấy là cái bản trường buổi sáng hôm nay thì nó cũng vắng ha, tại thật sự không còn cái người đi du lịch nhiều nữa, ai cũng ra số đi những cái ngày cuối tuần rồi đầu tuần người ta bắt đầu người ta làm công việc lại. Ta sẽ đi vào trong cái siêu thị các bạn nha. Cái siêu thị nó nằm ở dưới cái lòng đất rồi nha, phía dưới. Ở phía dưới cái mấy cái tòa tháp nè. Trên kia đây xe hơi.
ở siêu thị nó nằm ở dưới cái hầm gì, mình nghĩ là nó sẽ lạnh, các bạn nhấn xuống đó sẽ lạnh nha. Ở đây nó có Cineta nè, gặp với phim. Thì lúc trước mình thuê một cái khách sạn, mình ở dưới khách sạn, nó ở dưới hầm á cho nên lạnh lắm. Đợt này mình thuê được cái ở trên lầu thì nó đỡ. Siêu thị sáng sáng quen, không thấy ai chạy xe vô nhiều thôi. Lưới quà mình đây. Ok, chúng ta sẽ tìm một chỗ để chúng ta gửi chiếc xe rồi chúng ta sẽ đi vào siêu thị các bạn ơi. Lần đầu tiên đi siêu thị ở Đà Lạt luôn. Trung tâm thương mại Binsi Đà Lạt. Ở ngoài cổng đi vào là có bán rất là nhiều món quà lưu niệm, như là mấy cái cây xương rồng các bạn nha. Đó, những cái loài cây trang trí đặc trưng ở đây. À, sen đá rồi. Những cái loài hoa sen đá này thì các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều khi mà các bạn đi vào trong cái Puppy Farm mà nha. Phía trước là mặt tiền, cái lối đi ra cái chỗ Hồ Xuân Hương. Đi vào trong đây thì cái kiến trúc, cái cách trang trí ở đây nó sẽ hơi khác khác với lại Đà Lạt chút xíu. Đây là bên trong siêu thị rồi nha. Khu vực này bán đồ thời trang nhiều. Đi ngoài này thì những cái thời trang đặc trưng thì đa số là áo len, mũ và khăn tròn. Những mặt hàng này thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn gặp nhiều rồi. Xạ hương. Đây là bán những cái tinh dầu xông khói. Ở trên đó là khu vực ăn uống sao á. Binsi nè, ở dưới đây nè phải không? Dưới đó là siêu thị đó. Ở đây là khu vực ăn uống, ở trên lầu là khu vực ăn uống. Hỏi nhân viên ra kìa, cho. Đó trong đó là Binsi đó. Binsi các bạn nha, đi vô được Binsi nè. Ok, ra vô được cái chỗ khu vực bán quà, bánh quà lưu niệm các bạn nha. Đó, ra đây thì thường đa số là chúng ta sẽ mua mấy cái loại bánh mứt này nọ về tặng. Mứt kiwi. Mứt kiwi nè, nhìn ngon quá ha. Mứt kiwi, mứt xoài, mứt bưởi, mứt vỏ bưởi nè các bạn. Có cả thơm nữa. Ủa sake hả ta? Sake giống cái thơm quá. Bên đây là bán các loại hạt. Bên đây có bán hạt này vậy? Hạt hướng dương, hạt dưa. Hạt hướng dương, hạt dưa thì để về Sài Gòn mua cho nó rẻ. May là sáng nay siêu thị nó không có mở nhạc nên có thể là không có bị bính bóng quyền rồi nha. Đây là các loại thạch, rau câu. Đi vòng qua mấy cái quầy này kìa. Ồ, bánh kẹo nè, bên đây bánh kẹo nè. Vui lòng không dùng thử sản phẩm và phân loại hàng hóa. Có nghĩa là các bạn bóc bên đây xong rồi các bạn đừng có để qua bên đây rồi nha. Các bạn bóc bên nào coi thì các bạn coi để lại chỗ đó, đừng có bóc để tùm lum ra nó, tùm lum của người ta hết. Cái này mà con nít nó không biết lại nó dọc là tùm lum hết á. Bên kia bán quà lưu niệm kìa, kiểu như quà Tết rồi nha, ta gói để đó là quà Tết đó. Đây là các loại đồ sấy, đóng hộp, tôm khô rồi nè. Tép sấy. Đây. Ở đây mình thấy bán đa dạng những món rồi nha. Đây có cả chả lụa, chả giò,
giò bê hấp, giò thủ, bánh giò nữa nè. Đây các bạn, giò heo, giò thủ nè, giò rút xương nè, xúc xích. Thì này là Bixi lớn mà nghĩ sao so với gần nhà mình được. Nhà mình gần nhà mình ở chỗ khu Nam Long á, Bixi đó, Bixi của bắp rồi, còn này là Bixi, ta Bixi lớn mà. Đây là cá các bạn ơi, khu vực này bán cá. Cá đông lạnh nè. Ồ, con cá gì giống cá đuối vậy? Giống cá đuối quá ha, mà cá gì vậy? Đi chang cá đuối luôn nè. Cá nục là cá bên kia. Cá gì mà giống cá đuối quá ta? Bự á. Nhìn cái hình dạng giống cá đuối mà mình đâu có từng thấy cá đuối nào to vậy đâu. Sợ nó là con cá khác. Đây bán đồ tươi sống, thịt thà. Để đi qua một cái quầy khác để mình coi. Đây là quầy rau củ tươi các bạn nha, các loại bí này. Bí sọc, bí giống Nhật. Nhìn tươi quá bạn, nhìn ngon quá. Đây là cái gian hàng bán đồ tươi, rau củ, trái cây, xoài. Bánh nè, bánh ngọt nè. Bánh nhìn đẹp ha. Bánh ngọt rồi nha, dành cho ai hảo ngọt. Mì, ok thì mua một vài thứ thôi, mua một vài thứ bánh kẹo để đi theo xe họ đem về thành phố ăn chơi cho có cái món quà quặt ở Đà Lạt với anh ta rồi nha. Đây là cửa hàng Lăng Farm. Ok mọi người, thì sau khi mà đi một vòng siêu thị thì mình cũng mua một số đồ khô vậy thôi chứ không có gì. Bây giờ mình sẽ vòng vòng đi ra chợ Đà Lạt coi buổi sáng là có bán bơ gì không để mua bơ. Ở trong đây nãy giờ kiếm không thấy. Phía bên mặt bên kia của Hồ Xuân Hương á, là người ta sẽ có dịch vụ là cho thuê xe ngựa đó để chúng ta đi dạo Hồ Xuân Hương á. Còn ở bên đây thì cái khu vực này khu vực quảng trường xe đông đúc lắm nên không có dịch vụ đó đâu. Đây nào, giờ này 8 giờ 9 giờ rồi, về sửa soạn đồ lên đường. Đi còn xa quá rồi thôi. Bữa giờ mình đi cà phê cũng muốn một quán. Ở đây có mấy cái xe điện du lịch Đà Lạt đó nè. Cái này nó sẽ chở ta đi vòng Hồ Xuân Hương chơi với lại một số địa điểm này nọ gì đó không biết nữa. Cái là chở đi vòng phố. Mấy sạp đó chắc mấy sạp kiểu như đánh nhanh rút gọn. Ủa sao ban ngày nó thành mấy cái chỗ bán chậu cây hết ta? Hay vậy? Ủa hay vậy ta?
Ban đêm đi các bạn thấy đây là một cái dãy này toàn là bán quần áo rồi không à, ban ngày bắt đầu nó đổi khác liền. Trong nhận người ta thu dọn, người ta đổi chuyển đổi loại hình kinh doanh lẹ ghê. Đêm khác, ngày khác. Có bán gì đâu, thấy có bán bơ, bán gì đâu. Chợ Lạc ban ngày thì giống như một cái con đường bình thường thôi, chả phải gọi là cái chợ gì đâu. Bơ bên kia kìa. Đây là đây bán trái cây nè. Ở đâu bây giờ? Ở đây cấm xe chạy hả? Cái xe chạy được mà. Mà nó giống cũng vậy á. Trái cây thì mua ngoài này, còn mua nữa thì đi luôn chứ mắc rẻ gì nữa. À, vô hỏi đi. Vô đi, vô hỏi đi, mua vô đi. Để vợ mình nó vô hỏi coi bao này tí nhiêu. 70 hả? Lúc trước mình mua nhiêu? Hả? 60 kg rồi cô. 2 kg. Dạ. À, thì mình mua nhiều mới bớt chứ. Mau chín không? Không, đẩy cứng đi cho đi, để chín xa nó giặt nó lôi là mau chín lắm. Mà đóng cho người ta thùng. Lạnh quá. 2 kg 120. Này thôi. Lạnh quá. Thôi mua 2 kg bơ là được rồi. Ở đây thì vô hỏi giá thì nó bán là 70 kg, nhưng mình đòi mua 2 kg, 1 kg 60 thì người ta bán luôn. Ở đâu rồi? Để đi ra rút tiền cái luôn rồi. Bây giờ để đi ra một cái quán cà phê uống rồi nha. Uống cà phê chơi tí xíu rồi review cho bạn coi. Xong rồi mình sẽ trên đường về mình sẽ đi ngang cái hồ Xuân Phương tiếp. Đây là lẩu rau nè. Đây nhìn rất là lạ được. Hello mọi người, thì hai chồng mình vừa mới
một cái điểm quán cà phê có thể ngắm xuống cái thành phố Đà Lạt thu nhỏ. Thì đây là quán cà phê Good Cafe các bạn nha. Đó, nằm ở trên một cái ngọn đồi. Thì chúng ta lên quán cà phê này các bạn nha. Đi, chúng ta đi lên cái cầu thang này. Ở đây là chúng ta có thể nhìn xuống thành phố Đà Lạt các bạn. Wow, lên đây gió mát quá. Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai nên cái quán thấy cũng hơi vắng các bạn ha. Đi vô trong quán cà phê các bạn. Wow, có là ngồi trên lầu được không em? Đây bạn, trong không gian bên trong quán nè. Ở đây cũng ngồi cũng nhìn thấy được cái thành phố nè, ngồi đây cũng được. Dạ, bên em có trên lầu đẹp hơn á. À vậy hả, ok. Cả nước tại đây rồi, lên lầu ạ. Dạ, uống cái gì? Dạ, nem sầm mật ong trà táo đỏ. Cho anh cái gì bạc xỉu đá em. Dạ, một bạc xỉu đá. Ừ, bạc xỉu đá. Ở trên cái quán này chúng ta có thể nhìn xuống không gian của cái thành phố Đà Lạt các bạn nha. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Từ ở bên trong đây chúng ta nhìn ra cái mây nó là xanh nha. Tại ở đây chúng ta có một cái lớp kính đó, cho nên nó sẽ giảm bớt cái phản xạ ánh sáng, cho nên các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một cái màu xanh da trời rất là đẹp luôn. Đây, chỗ này chúng ta ngồi chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà nhân viên nói là ở trên lầu sẽ có view đẹp hơn nữa nên mình sẽ lên trên lầu ngồi các bạn nha. Nhìn xuống ta thấy có hoa đào. Đây có bán các loại bánh ngọt nè các bạn. Và bán một số loại đồ khô nè, sấy khô. Ok, ta đi lên lầu. Nhân viên đem nước lên hả? Đây bạn, đây là trên lầu nha. Ở trên đây thì nó sẽ cao hơn. Wow, đẹp hả? Tưởng đâu là ở trên đây thì nó giống ở dưới, nhưng mà trên đây chúng ta có một cái khoảng sân ngoài trời. Wow. Thì ra là mọi người ta lên trên đây hết trơn, hàng chi ở dưới nó vắng. Wow, đẹp quá. Kiếm chỗ nào gần lan can này vậy? Đây nè. Cái đây chụp hình lát. Ngồi đâu đó đi. Từ đây chúng ta có thể nhìn toàn cảnh cái thành phố Đà Lạt chúng ta. Quá đã các bạn. Ở đây có mấy cái background để chụp hình nè. Đây các bạn nhìn không gian thành phố Đà Lạt chúng ta nha. Đây, mình sẽ đứng gần lan can tí xíu để quay cho bạn coi. Hoàn toàn là một cái bầu trời màu xanh luôn các bạn ơi, không có đám mây nào cả. Hiện tại thì trên đây nó lại đứng gió cho nên nó đỡ lạnh. Ok, để mình uống nước này, tí xíu mình sẽ review với bạn thêm. Tới thì cũng có nước uống rồi, ở đây thì người ta làm cũng nhanh. Đây thì hai chồng mình uống bạc xỉu đá giống nhau hả? Rồi kêu bạc xỉu luôn hả? Ừ. Đấy bạn. Trời lạnh thì lạnh chứ mình uống bạc xỉu thì nó vẫn ngon. Từ trên đây chúng ta có thể vừa uống cà phê mà vừa tận hưởng cái luồng gió thổi từ phía bên kia qua bạn nha. Nó hơi se se lạnh. Và có thể nhìn xuống cái thành phố Đà Lạt bạn nha, rất là đã. Địa chỉ thì lát nữa mình sẽ xuống dưới quán á, rồi mình sẽ review lại, mình chia sẻ cái địa chỉ quán để cho các bạn lên. Thì nó kế bên cái Hồ Xuân Hương à. Từ Hồ Xuân đi lên đây chút xíu à, chưa tới 3 phút nữa nãy, mình chạy chút xíu à, là tới rồi.
Ok mọi người, thì sau khi ngồi uống cà phê xong thì mình đi về các bạn nhé. Ở đây quán cà phê này có địa chỉ là số 14 đường Đống Đa, Đà Lạt. Cà phê Gôn các bạn nha. Khi mà bước ra khỏi quán cà phê rồi thì gió bất ngờ thổi lên ào ạt các bạn nha. Đây nè, cây cối nó rung và mình cũng rung theo luôn các bạn nha, đánh thuộc hạp theo luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lên xe để đi về lại khách sạn để chuẩn bị thu gom quần áo để chuẩn bị lên xe lúc 12 giờ các bạn nha, và về để tranh thủ trả phòng check out.